chó nào chọn chọn thế chi nữa, đụ mẹ ngu. Chút mình chơi Blitz đi, đánh đánh trận nữa tao về. Mày nói gì? Chút chọn Blitz đánh trận nữa tao về đi học. Thứ bảy học gì mày? Tao là thứ năm được nghỉ, thứ bảy học. Hiểu không? Thứ năm không đi học được nghỉ, mà thứ bảy mới đi học. Tóm năng này, tóm năng này, tóm năng với nhau này. Tóm mạch. Lên cái vũ lao lên với mạng tao quýnh nó chết luôn. Giờ đi farm nữa, thằng kia nó cãi chó, tao biết cái bài nó phải ép mà ngu gì để nó ra ra mic luôn. Trời ơi, nó đánh kìa, nó đánh. Mà gùi thằng kia đủ mà nó cướp. Đi nó mạnh được cái gì thôi. Nó mạnh được cái sáng nó đá mình thôi. Ừ. Chứ tao khó nó thấm chiếc mà. Phát giờ chưa on nữa ba. Chắc giờ phát nó bận rồi, chiều nay phát nó được nghỉ nè. Để tao tao về lên một cực mạnh. Nó combo lại mình đó, mình làm công ty nó lét không nổi mà. Em nó không vô đâu làm gì đâu. Cắm cắm cái lồng đèn là mày, tao biến xuống này. Má nó chạy. Trời, tôi tai nó kìa. Tôi rồi nhào vô đá vậy thôi. Tôi tài nó chịu không nổi, nó lướt luôn mà. Nó đánh đâu lại mình đâu. Bóp nó làm gì mà chơi. Đá tao à, tụi má gì ăn quá. Mày à, bữa chấm dứt.
Nó nhanh thật. Chạy luôn đi Lâm, Lâm chạy luôn đi, bỏ đi, bỏ đi Lâm. Đi về đi. Bỏ. Hai đứa con là tăng để chơi nó. Lù nó tóm biến theo kìa. Phải lù. Ừ tôi mua cái này là à, mua cái này ra đánh cho nhanh. Chúc mày lên Ma Vũ nha. Chưa lên được kiếm biển mà Ma Vũ cái gì. Kéo nó đi, kéo nó đi. Tắm cái lồng đèn vào đây cho. Thì kéo ra ngoài, kéo vô lính á.